này các thiên tử pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ thanh đế khổ mà nói chẳng vì xả bỏ thanh đế khổ mà nói chẳng vì nhiếp thủ thanh đế tập diệt đạo mà nói chẳng vì xả bỏ thanh đế tập diệt đạo mà nói này các thiên tử pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ bốn tịnh lự mà nói chẳng vì xả bỏ bốn tịnh lự mà nói chẳng vì nhiếp thủ bốn vô lượng mà nói chẳng vì xả bỏ bốn vô lượng mà nói chẳng vì nhiếp thủ bốn định vô sắc mà nói chẳng vì xả bỏ bốn định vô sắc mà nói này các thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tám giải thoát mà nói, chẳng vì xả bỏ tám giải thoát mà nói, chẳng vì nhiếp thủ tám thắng xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ tám thắng xứ mà nói, chẳng vì nhiếp thủ chín định thứ đại mà nói, chẳng vì xả bỏ chín định thứ đại mà nói, chẳng vì nhiếp thủ mười biến xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ mười biến xứ mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát không mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát không mà nói, chẳng vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nói. Này các thiên tử pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ năm loại mắt mà nói, chẳng vì xả bỏ năm loại mắt mà nói, chẳng vì nhiếp thủ sáu phép thần thông mà nói, chẳng vì xả bỏ sáu phép thần thông mà nói. Này các thiên tử pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ pháp môn Tam Ma địa mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Tam Ma địa mà nói, chẳng vì nhiếp thủ pháp môn Đà La ni mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Đà La ni mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ mười lực Phật mà nói, chẳng vì xả bỏ mười lực Phật mà nói, chẳng vì nhiếp thủ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ quả dự lưu mà nói, chẳng vì xả bỏ quả dự lưu mà nói. Chẳng vì nhiếp thủ quả nhất lai bất hoàn A à La Hán mà nói, chẳng vì xả bỏ quả nhất lai bất hoàn A à La Hán mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ quả vị độc giác mà nói, chẳng vì xả bỏ quả vị độc giác mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ trí nhất thiết mà nói, chẳng vì xả bỏ trí nhất thiết mà nói, chẳng vì nhiếp thủ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà nói, chẳng vì xả bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ tất cả Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói. Hết quyển thứ 319.